Đúng như đã thông báo, vào tối hôm qua, Riot đã cập nhật thêm rất nhiều những thông tin nóng hổi về tốc chiến. Sản phẩm MOBA MOBA nhận được sự quan tâm đông đảo của game thủ trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Không để các bạn phải chờ lâu, hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với tất tần tật thay đổi về gameplay và thông tin phiên bản Alpha Test của tốc chiến sắp tới nhé. Thời gian Alpha Test. Đúng như công bố hồi giữa tháng, Riot sẽ khởi chạy phiên bản Alpha Test ở hai quốc gia Philippines từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 6 và Brazil từ ngày 5 đến 26 tháng 6. Vào 6 giờ chiều giờ địa phương ngày 6 tháng 6 năm 2020, phiên bản Alpha Test của tốc chiến sẽ được ra mắt cho khu vực Philippines, tức là vào khoảng 19 giờ tối theo giờ Việt Nam. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, các máy chủ sẽ chỉ mở đón người chơi tốc chiến từ 18 giờ đến 22 giờ nhằm đánh giá sự ổn định ban đầu về hoạt động của server. Lời mời người chơi sẽ được chuyển đi từ ngày 5 tháng 6 trước khi mở vài giờ để game thủ chuẩn bị. Vì game chỉ được mở ở Philippines và Brazil nên game thủ Việt Nam sẽ khá là khó khăn để được tham gia giai đoạn này. Người chơi cần đăng ký trước đó và được chọn ngẫu nhiên. Nếu chơi thì bạn cần chuyển đổi IP. Bản test này giới hạn số lượng người chơi và server, nhưng ai đã đăng ký trên Google Play cần theo dõi email của bạn thường xuyên. Sau khi nhận được lời mời, bạn cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google đã đăng ký trước đó. Số tướng khởi điểm. Ban đầu sẽ có 36 tướng xuất hiện trong phiên bản thử nghiệm giới hạn, gồm Ahri, Master Yi, Lux, Annie, Garen, Fiora, Vi, Blitzcrank, Camille, Jean, Ezreal, Janna, Soraka, Nami, Nasus, Braum, Misfortune, Braves, Jinx, Alistar, Olaf, Gragax, Jax, Manfight, Shyvana. Aurelion Soul. Orianna. Fizz. Ashe. Tryndamere. Twisted Fate. Vayne. Xin Zhao. Zed. Yasuo và Ziggs. Đại diện nhà phát triển cho hay, đội hình này chỉ là điểm khởi đầu và còn rất nhiều tướng khác nữa sẽ góp mặt trong tương lai. Cấu hình cần thiết. Riot cam kết sẽ làm cho trò chơi có thể chạy trên nhiều thiết bị nhất có thể mà không ảnh hưởng gì tới gameplay cốt lõi và sẽ làm việc tích cực hơn khi tiệm cận thời điểm ra mắt. Đối với Android, yêu cầu tối thiểu, bộ xử lý 32-bit hoặc 64-bit, 4 lõi và 1,5GHz trở lên, RAM 1,5GB trở lên, độ phân giải 1280x720 trở lên. Yêu cầu khuyến nghị, chip 64-bit 8 lõi và 1,5GHz trở lên, RAM 3GB trở lên, độ phân giải 1280x720 trở lên. Đối với iOS, iPhone 6 trở lên. Nhưng lưu ý là đợt thử nghiệm alpha của tốc chiến sắp tới chỉ dành cho điện thoại Android mà thôi. Chi tiết thay đổi gameplay. Một trận đấu trong tốc chiến vẫn sẽ có tất cả những giai đoạn như trong liên minh gốc, nhưng sẽ chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Một số cơ chế cũ và mới cũng được tích hợp vào tốc chiến để cả những cựu binh và tân thủ đều có thể dễ dàng vào game chiến ngon lành mà không vấn đề gì cả. Về phép bổ trợ,
mỗi tướng vẫn được chọn 2 phép bổ trợ, nhưng chúng sẽ được điều chỉnh về chỉ số. Ví dụ như do không có đồ đi rừng, nên đối với tướng rừng, bạn có thể chọn trừng phạt thách thức hoặc tái tê sau khi tiêu diệt xong 4 bãi quái lớn và có phương án đi gánh phù hợp. Về ngọc bổ trợ, hệ thống ngọc tái tổ hợp được điều chỉnh lại để trận đấu ngắn hơn. Sẽ có 8 ngọc siêu cấp, gồm sốc điện, triệu hồi Eri, chinh phục, bước chân thần tốc, quyền năng bất diệt, dư chấn, đạo trích. Sau đó người chơi được phép lựa chọn thêm 3 ngọc bổ trợ để kết hợp. Đáng chú ý là sẽ có một số viên ngọc độc quyền chỉ xuất hiện ở tốc chiến. Ví dụ như hảo ngọt giúp tăng lượng máu hồi phục và cho 20 vàng khi ăn quả hồi phục. Hay là trung thành, nhận thêm chỉ số chống chịu cho bản thân và đồng đội. Một điểm ngọc khác là Pack Hunter, tạm dịch săn theo bầy, giúp bạn tăng 2% tốc độ di chuyển khi đi gần đồng minh và cho bạn lẫn đồng minh thêm 50 vàng với mỗi hạ gục. Về bản đồ, sẽ có 3 đường gồm đường Baron, đường giữa và đường rồng với cơ chế lật ngược Mirror. Cả hai đội sẽ đều xuất phát từ phía bên trái. Số lượng bãi quái rừng vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên bùa xanh, bùa đỏ cùng rồng ngàn tuổi sẽ có những phiên bản tiến cấp về cuối trận để giúp trận đấu kết thúc nhanh hơn. Hoa soi sáng, quả hồi phục và hạt thông nổ vẫn có sẵn để tạo tính đột biến trong lối chơi, nhưng vị trí của chúng sẽ có một chút thay đổi như gần đường đơn hơn. Đặc biệt, trụ cuối được tích hợp với nhà chính Nexus, như vậy nhà chính sẽ tấn công khi thấy mục tiêu. Cơ chế last hit thưởng vàng sẽ có trong tốc chiến. Ngược lại, nếu mà last hit hụt thì bạn vẫn sẽ nhận được một lượng vàng nho nhỏ. Về trang bị, người chơi chỉ được phép mua trang bị trên bệ đá cổ. Tuy nhiên có hỗ trợ tính năng mua nhanh với nhiều món đồ quen thuộc như phiên bản PC, mặc dù sẽ được chỉnh sửa một chút về chỉ số và hiệu ứng. Ví dụ, gươm vô danh thì giờ có nội tại là cần ra 3 đòn đánh trúng hoặc kỹ năng trúng kẻ địch để đánh cắp lượng tốc độ di chuyển của chúng về cho mình. Trong khi đó ở bản PC thì đây là trang bị kích hoạt. Một trang bị mới, gậy đoạt hồn, có hiệu ứng cho phép giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối xuống 3% mỗi hạ cục độc nhất. Tiếp theo, trang bị mới, mùa đông khắc nghiệt, cho lá chắn khi khống chế kẻ địch. Những hiệu ứng kích hoạt của các trang bị như dây chuyền chuộc tội, dây chuyền Iron Solari, vinh quang chân chính, khăn giải thuật sẽ là những nâng cấp bậc 3 của bất cứ loại giày nào trong tốc chiến. Chúng sẽ có tác dụng tương tự bản PC như sau. Dây chuyền chuộc tội cho khả năng hồi máu diện rộng. Dây chuyền Iron Solari tạo lá chắn. Vinh quang chân chính tăng tốc độ di chuyển cho mình và đồng minh. Khăn giải thuật giải trừ hiệu ứng khống chế. Đai lưng Hextech lướt một đoạn nhỏ. Đồng hồ cát không thể bị chọn là mục tiêu. Thú tượng thạch giáp tăng máu nhưng giảm sát thương. Nâng cấp mới Shadow Enchant phù phép bóng tối trừ tốc độ di chuyển của địch. Thay đổi tướng. Lần này chúng ta đã được tìm hiểu thêm về kỹ năng của một số tướng trong tốc chiến. Chúng sẽ mang trong mình nguyên bản từ PC nhưng vẫn có một chút khác biệt tương đối để mang đến sự mới lạ cho những cựu binh của Liên Minh. Theo đó, vị tướng đầu tiên mà Riot đề cập chính là Narsus. Thông thường ở bản PC thì Narsus khá vô hại trong giai đoạn đầu game vì phải cắm mặt thăm ngàn với lính và bạn cần tốn rất nhiều thời gian mới đạt được ngưỡng sức mạnh mong muốn. Ở bản mobile thì mọi thứ cần phải khác vì tốc độ của trận sẽ được đẩy lên rất nhiều. Do vậy, Riot sẽ điều chỉnh tốc độ tăng điểm cộng dồn của Quy để đảm bảo Narsus vẫn đủ bá đạo vào mọi giai đoạn của trận đấu. Theo quan sát trong video thì sau khi last hit lính, Quy sẽ lên 5 cộng dồn thay vì 3 như ở PC. Về Twisted Fate và Miss Fortune, như đã đề cập trong đoạn video cập nhật lần trước, một số kỹ năng của chúng sẽ có sự thay đổi như E, cháo bài của TF sẽ có thêm kích hoạt tăng tốc đánh và Q bắn 1 đường 2 của Miss Fortune sẽ thành kỹ năng định hướng. Điều này giúp mở ra những khả năng và lối lên đồ hoàn toàn mới. Shyvana cũng có sự thay đổi hợp lý.
thay vì nội tại nhàm chán chỉ tăng một chút giáp và kháng phép mỗi khi hạ gục thành công rồng ở trong trận. Ở bản mobile, với mỗi loại rồng đất, nước, gió, lửa khác nhau, bạn sẽ nhận về những hiệu ứng cường hóa thích hợp cho kỹ năng của mình. Ví dụ khi diệt rồng lửa sẽ tăng sát thương chuẩn lên kẻ địch có vệt cho tàn. Còn diệt rồng đất sẽ cho thêm một ít làm chậm khi dùng quy. Ở chiều hướng ngược lại, không phải tướng nào cũng cần thay đổi. Janna là ví dụ điển hình của những tướng được bê nguyên si từ PC lên mobile. Điều cuối cùng mà Tốc Chiến đã hứa hẹn ở đoạn cuối video là phương thức kiếm tiền của tựa game này sẽ hoàn toàn giống bản PC, nghĩa là bạn chỉ cần chơi game để mở khóa tướng mới hoàn toàn miễn phí. Còn các trang phục thì tất nhiên bạn sẽ phải mở khóa bằng tiền mặt rồi, nhưng nó sẽ không tăng sức mạnh của tướng. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về gameplay lẫn đợt thử nghiệm alpha test sắp tới của Tốc Chiến. Đây hứa hẹn sẽ là trò chơi cực kỳ hot khi ra mắt và khiến cho nhiều đối thủ khác, đặc biệt là Liên Quân, phải toát mồ hôi hột khi cạnh tranh trên thị trường. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này của Tốc Chiến? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!